món tráng miệng sô-cô-la đặc biệt đảm bảo siêu ngon nhé. Nó được gọi là bánh hương, cho 100g sô-cô-la 100g kem sữa ấm, để vào chảo cách thủy và khuấy đến tan hết. Cho tiếp 250g kem tươi, 40g đường trộn thật đều. Rồi cho thêm cho 100g cacao và hỗn hợp rồi tiếp tục trộn. Sau đó cho hỗn hợp vào túi để vào ngăn mát tủ lạnh. Trộn công thức giới khuấy tan đều rồi bịt màng giữ tươi và chọc lỗ thoát khí. Hấp trong 30 phút cho đến khi bên trong không còn chất lỏng là bột đá chín. Cho 15g bơ vào nhào cho đến khi thật mịn. Chia bột ra làm 6 phần rồi rắc một ít bột để chóng dính. Tiếp đến bóc kem sô-cô-la vào và cho thêm các hạt sô-cô-la giòn rồi cuốn nó lại như cái bánh bao. Thế là xong 5 năm ngay luôn nhé.